Rồi, rồi rồi canh đi đang quay rồi. Tức là anh đang có đất ở chỗ làng đại học đang gửi, đang muốn gửi bán đúng không? Cái này có sổ cho anh. Anh gửi cái thông tin của cái lô đất qua cho em được không? Nhắn tin qua cho em được không? Em đang đi xe ngoài đường á, tức là mình ký hiệu nền bao nhiêu, diện tích bao nhiêu á, anh bán giá bao nhiêu á. Vâng, đó. Thì những cái thông tin liên quan đến cái ô đất anh nhắn cho em nhé. Rồi, rồi, rồi. Dạ vâng.